Tài tử Michael B. Jordan hẹn hò người mẫu áo tắm. Michael B. Jordan và Amber Jackson được cho là đang ở giai đoạn đầu của mối quan hệ yêu đương. Vẻ gợi cảm của người mẫu khiến tài tử mê mẩn. Ngày 15 tháng 1, nguồn tin độc quyền cho The Sun biết tài tử Michael B. Jordan đang bí mật hẹn hò người mẫu Amber Jackson. Amber khiến Michael phải ngoái đầu nhìn lại. Họ đã có những cuộc trò chuyện thú vị, nguồn tin này nói. Trên mạng xã hội, B. Jordan chăm chỉ tương tác với Jackson. Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020 được cho là mê mẩn chân dài nội y gợi cảm. Trong khi đó, bạn bè của Jackson nói rằng người mẫu chờ đợi xem mối quan hệ này tiến triển đến đâu. Tình cảm của họ vẫn còn ở giai đoạn đầu, song Amber và Michael thực sự rất thích nhau. Họ là một đôi đẹp, dễ thương và cả hai đều độc lập tài chính. Họ xứng đôi thật đấy, một người bạn của Jackson chia sẻ. Theo thông tin The Sun cung cấp, Amber Jackson 26 tuổi là người mẫu áo tắm đến từ Anh. Cô hiện được quản lý bởi công ty đào tạo người mẫu Boss Model Management. Trên tài khoản cá nhân có gần 270.000 người theo dõi, Jackson chủ yếu đăng ảnh khoe thân. Michael B. Jordan chớm nở tình cảm với Amber Jackson sau hơn nửa năm chia tay người mẫu Lori Harvey, con gái của MC nổi tiếng Steve Harvey. People cho biết sau phim Black Panther muốn mối quan hệ nghiêm túc hơn, có thể là hôn nhân. Tuy nhiên, Lori Harvey chưa muốn tiến xa vì tập trung cho sự nghiệp trước. Michael B. Jordan sinh năm 1987, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng với vai phản diện Eric Killmonger trong Black Panther. Năm 2020, anh được People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Tôi biết tin khi đang lái xe. Cảm giác thực sự tuyệt vời, Jordan chia sẻ vào thời điểm đó. Kết quả gây ngạc nhiên bởi không nhiều người nghĩ Jordan sẽ gặt hái được danh hiệu này.